25 năm với niềm đam mê sưu tập tiền xưa, thầy giáo Phạm Đình Cần ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sở hữu bộ tiền xưa qua nhiều thời kỳ, có những tờ tiền niên đại lên đến 110 năm. Năm 1997, thầy Phạm Đình Cần, sinh năm 1978, giáo viên trường tiểu học Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, được một gia đình người bạn cho đồng tiền xưa của Việt Nam. Nhìn thấy đồng tiền xưa đẹp, từ đó anh bắt đầu yêu thích và bén duyên với việc sưu tầm tiền. Sau 25 năm sưu tầm số lượng tiền xưa mà thầy cần đang sở hữu bao gồm những bộ tiền giấy của Việt Nam qua các thời kỳ, tiền Đông Dương và tiền quốc tế, tiền su cổ. Theo thầy cần, mặc dù đã có 25 năm sưu tầm tiền xưa nhưng anh chưa từng kiểm đếm về số lượng tiền mà mình đang sở hữu. Tôi sưu tầm theo sở thích và đam mê, cũng không có chủ đề nhất định. Sưu tầm tiền xưa giúp tôi có thêm vốn hiểu biết về bối cảnh lịch sử ra đời của các tờ tiền. Hiện số tiền xưa mà tôi đang có với đủ niên đại và loại tiền khác nhau. Chủ yếu trong đó là tiền giấy, tiền xu và các loại giấy tờ như đăng ký xe, công trái, hóa đơn, tem phiếu cũ, thầy giáo cần chia sẻ. Những đồng tiền xưa của các nước khác nhau được thầy cần tìm mua từ nhiều nơi. Theo thầy cần, tất cả những đồng tiền anh đang có chủ yếu từ tìm hiểu, mua qua các kênh, hội nhóm trên mạng xã hội và bạn bè giới thiệu. Nhiều thời điểm thầy cần phải danh dụ, trích một phần lương hàng tháng để sở hữu những tờ tiền mà mình yêu thích. Bên cạnh đó, cũng có những tờ tiền được những người quen biết tặng làm kỷ niệm. Để sắp xếp số tiền xưa trong kho lưu trữ, thầy cần cẩn thận phân loại tiền xu ra một cuốn album, tiền giấy một cuốn album riêng. Trong đó, có những đồng tiền xu Việt Nam với niên đại từ vài chục năm đến gần 100 năm. Trong ảnh là đồng tiền xu từ thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ra đời vào năm 1946. Tờ tiền 100 đồng in hình vô bảo đại. Trên tờ tiền có dòng ghi chú phía dưới với nội dung hình luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do Viện Phát hành Việt Nam, Cao, Miên và Ai lao phát ra. Thầy cần được một người bạn giới thiệu và phải qua vài lần giao dịch mới sở hữu được tờ tiền này. Tờ tiền Đông Dương mệnh giá 1 Piastre, một đồng bạc Đông Dương có giá trị tương đương từ 200 đến 600 đồng tiền truyền thống của Việt Nam thời bấy giờ. Theo ước lượng thì tôi đang có khoảng hơn 100 tờ tiền giấy Việt Nam qua các thời kỳ, hơn 100 tờ tiền giấy của các nước trên thế giới. Còn tiền du vì nặng quá nên tôi chỉ tổng hợp vào album chứ không kiểm đếm hết được, thầy cần chia sẻ một tờ tiền giấy của Liên Xô có niên đại 110 năm. Đây là tờ tiền giấy cổ nhất mà thầy Cần đang sở hữu. Ngoài sưu tầm tiền xưa, thầy Phạm Đình Cần còn có sở thích sưu tầm các giấy tờ, tài liệu xưa như công trái, phiếu phát lương, giấy tờ xe, thẻ đảng viên. Theo thầy Cần, đến với tiền xưa và các loại tem, phiếu, giấy tờ cổ là một cái duyên, mặc dù khi mới bắt đầu rất nhiều người thân trong gia đình khuyên can vì thấy đây là công việc làm mất thời gian. Thế nhưng, với niềm đam mê Thầy cần vẫn quyết tâm theo đuổi sở thích của mình. Tôi vẫn sẽ tiếp tục sở thích của mình cho đến khi không còn đủ tiềm lực về kinh tế, có những lần nhiều người hỏi mua bộ sưu tập của tôi nhưng tôi quyết định không bán. Đối với tôi đây là những tài sản vô giá mà mình có được, vì vậy tôi sẽ giữ đó làm kỷ niệm đến hết cuộc đời. Thầy giáo cần cho biết thêm